Hôm nay mình có chia sẻ nhanh một chút về cách tạo CV portfolio để xin việc dễ dàng trong thiết kế. Thời gian vừa rồi mình thấy trên cộng đồng design thì mọi người post khá nhiều về các bản CV cá nhân của cá nhân, nhưng mà mình đang nhận thấy có vấn đề là mọi người đang tập trung quá nhiều về vấn đề hình thức và design, nhưng là không không phân bố về trường thông tin hiệu quả. Do đó hôm nay mình sẽ nói nhanh về một chút về cái cách làm CV làm sao hiệu quả nhất. Ở đây thì thậm chí các bạn chỉ cần tập trung về truyền tải thông tin thôi, thậm chí đơn giản các bạn chỉ cần làm trên một bản Word mạch lạc sạch đẹp là đã đủ, cũng không cần thiết phải quá cầu kỳ trên làm design làm gì cả. Các bạn chờ mình xíu nhé, để mình chia sẻ lên chút. Ok, quay lại công việc. Về mọi người cần chỉ cần quan tâm đến những thông tin sau: một là thông tin cá nhân, hai trình độ học vấn, ba kỹ năng, bốn là nơi các bạn đã công tác. Bạn chỉ cần sắp xếp bốn cái trường thông tin này trên một bản Word sạch đẹp là được. Về thông tin cá nhân thì cái này chắc mình không cần phải nói nữa, ai cũng rõ rồi. Về trình độ học vấn thì các bạn chỉ cần viết vắn tắt đơn giản là các bạn đã được đào tạo ở đâu, trên môi trường nào, ở chuyên ngành gì, ví dụ như FPT, Arena, chuyên ngành kiểu đồ họa multimedia chẳng hạn. Về kỹ năng thì các bạn chỉ cũng viết vắn tắt skill của bạn là sử dụng được những cái phần phần mềm gì, sử dụng được những cái phần mềm gì và có thể đánh test sao ở cái mức độ độ giỏi, độ khá tùy từng mỗi phần mềm. Và kỹ năng giải quyết, có thể nói thêm về một chút về kỹ năng giải quyết công việc. Giải quyết công việc thì có thể là làm tốt về teamwork hay làm tốt về cá nhân, và có thể thêm kỹ năng vẽ tay như nào, vẽ digital painting hay không, vân vân. Cái quan trọng nhất là cái phần các bạn đã làm là cái mục là những nơi bạn đã công tác. Những nơi các bạn đã công tác thì bạn ghi rõ là ở trên mỗi đơn vị thì bạn ghi rõ là đã từng làm đơn vị A và vị trí như nào, vị trí leader hay là vị trí là leader của một nhóm hay là trưởng phòng hay gì đó, hoặc là đã từng tham dự các dự án nào đó to, càng to càng tốt. Thì những cái mà nơi vị trí công tác như thế thì bản thân người tuyển dụng của bạn sẽ chú tâm, sẽ để ý tới những cái kinh nghiệm của bạn đã trải qua các đơn vị, của các đơn vị thiết kế như thế. Nếu mà các đơn vị đó là một agency quảng cáo thì mức độ uy tín càng cao hơn, là uy tín càng cao hơn là những cái công ty kiểu không phải là agency quảng cáo, vì môi trường agency quảng cáo là môi trường khá khắc nghiệt về vấn đề là về thiết kế cũng như về tính chất, về ý tưởng, hơn là về một chuyên ngành các bạn làm công ty nội thất hay một công ty bất động sản thì nó chuyên chuyên một ngành thôi. Tất cả những cái trường thông tin như mình nói vừa rồi là như thông tin cá nhân này, trình độ học vấn này, kỹ năng này, nơi bạn công tác này, thì bạn chỉ cần làm gọn gẽ sạch đẹp trên một bản Word vừa dễ đọc cho người tuyển nhà tuyển dụng, rất là dễ đọc hơn là các bạn design ra một cái bản ảnh nhìn rất là khó chịu mà trường thông tin lại lung tung. Đấy là nói sơ lược về vấn đề tính chất CV. Nhưng ngoài cái CV ra thì đó là một điều, một mấu chốt rất là về thông tin vắn tắt về bản thân bạn. Còn cái quan trọng hơn đó là một bản đối với một designer thì bản portfolio là một bản cực kỳ là một điều cực kỳ quan trọng, vì bản thân designer nào cũng phải có một portfolio dài hoặc ngắn.
Đối với một người mới mà chưa có nhiều kinh nghiệm nhiều và chưa có portfolio nhiều thì các bạn bản thân các bạn phải tự trau dồi, tự tạo ra sản phẩm, có thể là tự làm hoặc là trên những cái project nào đó các bạn tự làm hoặc là từ phía khách hàng kiểu, thì các bạn phải sâu hết trong cái những cái sản phẩm của bạn thấy ok nhất, ok về mặt theo 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 cái cách cách nhìn của bạn ok nhất, chọn lọc tất cả những cái sản phẩm có thể. Và trong bản portfolio đó thì các bạn phải phân chia rõ từng mục, ví dụ như là những cái sản phẩm liên quan đến vấn đề là thương hiệu như thiết kế logo, nhận diện thương hiệu thì các bạn là nhóm vào một nhóm, và trong mỗi nhóm như thế phải luôn luôn phải có những cái có một cái trang cover, hoặc là trang cover là một cái trang nghỉ phân tách giữa các nhóm, ví dụ như là nhóm thiết kế logo sẽ có một trang logo riêng, một trang cover riêng ghi là thiết kế các dự án thiết kế logo chẳng hạn, thì nhóm tất cả những cái thiết kế bạn ưng nhất vào trong đó. Tiếp theo, ví dụ nhóm liên quan đến vấn đề là graphic quảng cáo, thiết kế quảng cáo thì các bạn nhóm hết vào đó, ví dụ như thiết kế poster tờ rơi POSM vân vân cho các tất cả các đơn vị. Tiếp đó đến website thì nếu mà có thiết kế website nữa thì các bạn thì cũng vậy, các bạn nhóm từng nhóm thiết kế các sản phẩm, những thiết kế website liên quan đến website vào một nhóm. Nhưng điều đặc biệt quan trọng hơn tất cả, khi mà các bạn chia các nhóm sản phẩm ra rồi thì trên mỗi sản phẩm đó các bạn phải ghi rõ thông tin, ghi rõ thông tin là việc project của đơn vị nào, tức là cái khách hàng của bạn thực thiết kế cái thiết kế đó hay là của đơn vị nào, và có thể miêu tả thêm chút nữa thông tin chút nữa là cái campaign hay là cái project đó nó đã triển khai trên trên những cái tính chất hạng mục gì, tức là có thể là banner, có thể tờ rơi, có thể poster, có thể có website, có thể là quảng cáo xe bớt hay gì đó vân vân. Các bạn ghi trường thông tin, ghi đầy đủ trường thông tin, nhưng mà điều quan trọng nhất là đối với mỗi project dự án bạn tham gia đó thì bạn phải làm một bản mock up có thể tổng hợp các gì nhỉ, tự nhiên quên mất, các hạng mục, tổng hợp các một cái mock up tất cả các hạng mục mình vừa kể, mock up là 3D một chút nhìn cho nó lung linh. Và khi mà các bạn đã có làm mock up rồi thì có tất cả các bạn đã mock up rồi thì các bạn phải layout trên một khổ A4, layout tất cả các sản phẩm của bạn trên một cái khổ A4 giống như các bạn làm catalog chẳng hạn. Các bạn phải làm thành một cuốn catalog, và cuốn catalog đấy thì nó giống như các bạn khi làm đối với khách hàng, thế là đầu tiên là có phần trang cover của cái cuốn đấy, của cuốn portfolio đấy nó là cái gì, cover nó là như thế nào, sau đó là có thể giới thiệu qua về bản thân một chút, một trang giới thiệu qua bản thân một chút, sau tiếp đó là tới một cái trang cover tiếp theo là trang phân mục các nhóm sản phẩm của bạn đã từng thực hiện, ví dụ như là thiết kế logo sau đó là thì các bạn cho sản phẩm logo vào, và thiết kế website các bạn cho sản phẩm website vào, thiết kế các quảng cáo thông dụng các bạn cho vào đó. Thì khi mà nhà tuyển dụng khi mà nhìn nhìn sơ lược các CV thông tin của bạn xong rồi thì người ta sẽ chú tâm nhiều hơn về bản portfolio đó, và khi mà các bạn phân dòng thông tin đó rõ ràng mạch lạc thì người người tuyển dụng sẽ đánh giá bạn, tuyển dụng cái đánh giá bạn cao hơn, vì khi mà khách nhà tuyển dụng người ta nhìn vào bản portfolio đấy thì người ta sẽ đánh giá được kỹ năng của bạn đã từng trải qua các dự án như thế nào, mức độ ra sao, và cái mức độ ở đây là mức độ cái độ artwork của bạn thiết kế trên cái dự án đó,
thì người ta sẽ đánh giá được bạn bạn có phải là một người đa di năng về thiết kế các tất cả các mảng hay không, hay là chỉ là thiết kế chỉ chuyên biệt một mảng nào đó, ví dụ như một mảng website hay một mảng đồ họa chung chung thôi. Khi một người thiết kế mà đang đa di năng trong trong tất cả các mảng thì cơ hội năng động nó sẽ cao hơn. Từ đó nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn cao nên bạn cao nên khả năng sẽ được tuyển dụng sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái hồ sơ khác. Hôm nay có vẻ nói không mượt lắm, biết là mình tóm tắt lại nhé. Về tính chất làm CV thì mọi người chỉ quan tâm tới những trường thông tin như sau là thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kỹ năng và cái nơi bạn công tác là quan trọng cả, nên là các bạn chú ý nhé. Và phần quan trọng nhất hơn CV đó là làm portfolio. Portfolio thì bạn phải chia nhóm các sản phẩm của các bạn ra, và mỗi nhóm sản phẩm như vậy thì các bạn sẽ có một cái cover, một cái trang nghỉ để phân tách các dòng nhóm ra, để khi mà người tuyển dụng người ta nhìn vào thì sẽ rõ phân biệt được là mỗi nhóm nếu bạn làm như nào. Chắc là không ai cái này chắc là cũng không ai hỏi gì đâu nhỉ, có ai hỏi gì ta? Tiến nhá, hôm nay anh nói hơi lắp bắp tại sợ nói to quá trẻ con đã ngủ trên phòng. Hôm nay hỏi gì, có ai hỏi gì không ta? Hmm.